Cảm ơn quý khán giả vẫn đang theo dõi chương trình và ngay sau đây sẽ là những bản tin thế giới tiếp theo. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Tenley Yến, số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiệp yến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ Tây Saffron, Phần tin thế giới tiếp theo của chúng tôi đến từ Nhật Bản cho biết rằng quốc gia này chi 13.5 tỷ Mỹ Kim để xây dựng casino đầu tiên. Theo thông tin cho biết rằng chính phủ Nhật Bản vừa thông qua một kế hoạch trị giá 13,5 tỷ Mỹ Kim để xây dựng sòng bạc hợp pháp đầu tiên của quốc gia này ở Osaka sau nhiều năm tranh cãi. Theo đó, casino này sẽ được xây dựng trên đảo nghỉ dưỡng Yumashima ở vịnh Osaka và dự kiến mở cửa từ năm 2020. 2029. Theo đó, kế hoạch mở sông bạc đầu tiên tại Nhật Bản được phê duyệt sau khi họ cân nhắc toàn diện mọi khía cạnh. Chính quyền Osaka và Nagasaki ở phía tây Nhật Bản đã xin chính phủ cấp phép xây dựng khu nghỉ dưỡng tích hợp gồm sông bạc, trung tâm hội nghị, khách sạn, nhà hàng và địa điểm giải trí đã từ lâu. Thủ tướng Fumio Kishida đã ca ngợi quyết định này và cho rằng cơ sở này có thể sẽ đóng góp một phần phát triển trong khu vực, trở thành điểm du lịch quảng bá sức hút của Nhật Bản ra thế giới. Nhật Bản từng là một quốc gia phát triển duy nhất cấm sòng bạc, nhưng họ đã thay đổi luật từ năm 2016, mở đường hợp pháp hóa ngành casino. Đến năm 2018, quốc hội Nhật Bản cũng đã ban hành luật cho phép xây dựng các cơ sở tích hợp casino. Tuy nhiên, dự án xây dựng casino này đã gây nhiều tranh cãi trong thời gian qua. Các nhà phê bình đã cảnh báo quyết định chấp thuận xây dựng sòng bạc có thể làm tồi tệ hơn vấn nạn cờ bạc vốn đã nghiêm trọng của quốc gia này. Họ cho hay rằng các yêu cầu trợ giúp từ thanh niên nghiện cờ bạc qua điện thoại và sòng bạc trực tuyến trái phép đã tăng lên. Hiện có khoảng 7.600 cửa hàng tổ chức một hoặc là cả hai trò chơi trên toàn quốc. Khu phức hợp ước tính đón 20 triệu du khách trong và ngoài nước mỗi năm với doanh thu 520 tỷ yên tương đương 3,9 tỷ Mỹ Kim và trong đó dự kiến 80% là đến từ việc kinh doanh sòng bạc. Sa quan Nga bản tin của chúng tôi cho biết rằng thống kê cho thấy Nga xuất cản nhiều dầu nhất trong gần 3 năm qua. Theo cơ quan năng lượng quốc tế thông báo, sản lượng dầu của Nga xuất khẩu trong tháng 3 tăng lên mức cao nhất trong gần 3 năm qua. Thế nhưng doanh thu thì lại giảm mạnh theo đó, cơ quan này trong ngày 14 tháng 4 cho biết rằng tổng sản lượng dầu xuất khẩu của Nga trong tháng 3 tăng 600.000 thùng một ngày, lên mức 8,1 triệu thùng trong một ngày. Con số này được xem là cao nhất kể từ tháng 4 của năm 2020. Doanh thu dầu mỏ của Nga cũng đã tăng thêm 1 tỷ Mỹ kim, lên 12,7 tỷ Mỹ kim. Thế nhưng con số này vẫn thấp hơn tới 43% so với một năm trước đây. Cơ quan năng lượng quốc tế có trụ sở tại thủ đô Paris của Pháp cho biết rằng, phần lớn mức tăng này là do sản lượng xuất khẩu các chế phẩm dầu phục hồi trở lại mức 3,1 triệu thùng cho mỗi ngày, tăng 450.000 thùng một ngày so với trước đó. Còn dầu diesel xuất đến Thổ Nhĩ Kỳ đạt mức cao nhất kể từ năm 2018. Xuất khẩu dầu thô của Nga cũng đã tăng tới 100.000 thùng trong một ngày, lên con số 5 triệu thùng khi Ấn Độ thay thế Trung Quốc là nhà nhập khẩu dầu thô hàng đầu của Nga trong tháng 3. Phương Tây cũng đã áp một loạt biện pháp hạn chế đối với dầu của Nga do tình hình chiến sự tại Ukraine. Trong đó có các lệnh cấm vận của Liên Âu cũng như là quyết định áp giá trần đối với sản phẩm dầu thô, dầu mỏ. Ngoài ra, Hiệp hội các quốc gia trong nhóm G7, Liên Âu cũng như là Australia cũng đã áp giá trần 60 Mỹ một thùng với giá dầu của Nga từ ngày 5 tới tháng 12 của năm 2020. Liên Âu thì từ ngày 5 tháng 2 của năm nay cũng đã áp giá trần 100 Mỹ Kim một thùng với các sản phẩm dầu từ Nga cũng như là diesel. Các quốc gia phương Tây kỳ vọng có thể áp giá trần dầu của Nga giúp hạn chế nguồn thu năng lượng của Nga cùng khả năng tài trợ cho chiến dịch của mặt tư khoa tại Ukraine. Cơ quan năng lượng quốc tế cho biết rằng doanh thu xuất khẩu dầu của Nga trong tháng 2 giảm gần một nửa so với cùng kỳ năm ngoái. Và Nga cũng đã đáp trả các lệnh trừng phạt của phương Tây bằng cách giảm sản lượng dầu khai thác và áp dụng đến tháng 6. Tuy nhiên, theo các giới chức cho biết rằng, Nga đã bỏ lỡ mục tiêu này khi họ chỉ giảm 290.000 thùng một ngày trong tháng 3. Sau qua năm hàng, bản tin của chúng tôi cho biết rằng phát hành sách trắng thống nhất năm 2023. Thông tin đến từ Bộ Thống nhất của Nam Hàn trong ngày 14 tại tháng 4 cho biết rằng họ đã phát hành một quyển sách có tên là Sách Trắng Thống Nhất năm 2023 với độ dày lên tới 290 trang. Đây cũng là sách trắng thống nhất đầu tiên của chính quyền Tổng thống John Suk Yeol. Theo đó, loại sách này trình bày cụ thể các chính sách thống nhất hai miền, chính sách của Nam Hàn đối với Bắc Hàn trong đó có đề xuất lộ trình phi hạt nhân hóa Bắc Hàn của Tổng thống John Suk Yeol. Điểm khác biệt lớn nhất trong sách trắng thống nhất năm nay của chính quyền Tổng thống John Suk Yeol là sử dụng cụm từ phi hạt nhân hóa Bắc Hàn thay cho cụm từ phi hạt nhân hóa trên bán đảo Đại Hàn từ trước cho đến nay. Sách trắng thống kê năm nay cũng nêu rõ kể từ sau khi chính phủ đương nhiệm ra mắt thì bài toán trọng tâm trong chính sách tốc nhất và chính sách với bất hàng đã trở nên đa dạng hơn. Từ việc phi hạt nhân hóa cho tới việc bình thường quan hệ liên triều và chuẩn bị cho một tương lai thống nhất. Bộ Thống nhất Nam hàng dự kiến phát hành tổng cộng 10.000 quyển sách trắng thống nhất năm nay để phát cho các cơ quan và chuyên gia ở các lĩnh vực liên quan. Sau qua Thụy Điển, bản tin về kinh tế cho biết rằng tình hình lạm phát tại quốc gia này có xu hướng giảm nhẹ. Thưa quý vị, tình trạng lạm phát của Thụy Điển trong tháng 3 vừa qua đã có xu hướng giảm nhẹ trong bối cảnh giá năng lượng cũng giảm, thế nhưng giá tiêu dùng vẫn tăng ở mức hai con số là 10,6%. Đây là bản báo cáo của cơ quan thống kê Thụy Điển công bố trong ngày 14 tháng 4. Theo đó, giá điện tại quốc gia này trong tháng 3 giảm 2,2%. Đây là mức giảm tháng thứ ba liên tiếp. Tính chung trong 12 tháng qua, giá nhiên liệu tại quốc gia này giảm 8%. Giới chức cơ quan thống kê Thụy Điển cho biết rằng tỷ lệ lạm phát của quốc gia này giảm trong tháng 3 một phần là do đà tăng giá năng lượng chậm lại. Và do đó, giá thực phẩm và đồ uống không cồn ở quốc gia này tăng 19,7% trong cả năm ngoái và tăng thêm 1,2% kể từ tháng 2 của năm nay. Lạm phát tại Thụy Điển đạt đỉnh từ hồi tháng 12 của năm 2022 lên tới 12,3%, mức cao nhất trong hơn 30 năm qua rồi sau đó nó lại giảm nhẹ vào tháng Giêng của năm 2023 xuống 11,7%, sau bất ngờ lại tăng lên trở lại 12% trong tháng 2. Ngân hàng Trung ương Thụy Điển, Rich Bank, đã nhiều lần nâng lãi suất cơ bản nhằm khống chế lạm phát. Cụ thể, lãi suất cơ bản của nước này đã được điều chỉnh tăng từ 0% lên tới 3% trong tháng 4 của năm 2022. Dự kiến ngân hàng có thể tiến hành một đợt tăng lãi suất cơ bản nữa vào cuối tháng 4 và có thể trong tháng 6 Lạm phát của Thụy Điển được điều chỉnh theo lãi suất cố định. Chỉ số mà Ngân hàng Trung ương dựa vào đó để điều chỉnh chính sách tiền tệ là khoảng 8% trong tháng 2 vừa qua. Con số này đã giảm so với mức 9.4% trong tháng 12 của năm ngoái. Và theo dự báo mới nhất trong năm nay, tăng trưởng kinh tế của Thụy Điển có thể giảm 1,1%. Lạm phát chưa điều chỉnh là 8,6% và tỷ lệ thất nghiệp cũng sẽ gia tăng. Sang qua bản tin đến từ Yemen cho biết rằng chính phủ và lực lượng Houthi trao đổi tù nhân. Ủy ban Chủ tập đỏ quốc tế trong ngày 14 tháng 4 thông báo chính phủ Yemen và lực lượng Houthi đã bắt đầu trao đổi gần 900 tù nhân. Đây được coi là biện pháp xây dựng lòng tin giữa hai bên trong bối cảnh các đặc phái viên của Saudi Arabia và đại diện của lực lượng Houthi đang thúc đẩy hòa đàm. Theo các cơ quan, cho biết rằng máy bay của cơ quan này sẽ đưa tù nhân được phóng thích di chuyển giữa 6 thành phố của Yemen và Saudi Arabia. Theo thỏa thuận, lực lượng Houthi sẽ thả 181 người, trong đó có công dân của Saudi Arabia và Sudan, để đổi lấy 706 tù nhân mà các lực lượng chính phủ đang giam giữ. Đợt trao đổi này là một kết quả của các cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ từ hồi tháng 3, giữa chính phủ Yemen được quốc tế công nhận và phong trào Houthi do đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về Yemen đó chính là Hans Greenberg và các cơ quan chủ trì. Dự kiến thì các bên sẽ tiếp tục nhóm họp vào tháng 5 để thảo luận về việc trao đổi thêm tù nhân. Trước đó trong ngày 13 tháng 4 thì phái đoàn đàm phán của Saudi Arabia cũng đã kết thúc cuộc hòa đàm với phong trào Houthi tại Sana'a. Dù chưa thống nhất được thỏa thuận ngừng bắn, thế nhưng hai bên đồng ý là tiến hành vòng đàm phán thứ hai nhằm tháo gỡ những điểm bất đồng. Một đại diện của nhóm Houthi khẳng định hai bên đều đồng ý về thỏa thuận ban đầu của lệnh ngừng bắn và sẽ được công bố nếu như thỏa thuận này hoàn tất. Hai bên cũng đồng ý tiến hành vòng đàm phán khác để thảo luận thêm những điểm còn khác biệt. Và thông tin trên cũng đã được một nguồn tin chính phủ xác nhận. Yemen chìm trong bất ổn từ năm 2014 khi lực lượng Houthi chiếm giữ thủ đô Sanaa và phần lớn khu vực miền Bắc của quốc gia này buộc chính phủ được quốc tế công nhận của Yemen phải lưu vong tại Saudi Arabia. Đến năm 2015, liên quân Ả Rập do Saudi Arabia dẫn đầu đã can thiệp nhằm khôi phục quyền lực của chính phủ được quốc tế công nhận tại Yemen. Xung đột trong thời gian qua đã cướp đi mạng sống của hàng trăm ngàn người, đẩy quốc gia nghèo nhất trên bán đảo Ả Rập vào một trong những thảm họa nhân đạo trầm trọng nhất trên thế giới.